Sản phẩm xả kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút ít tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang gửi bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi, về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này, đấy nút chỉnh ga to nhỏ và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió. Đó, thế thôi. Về các bác lắp vào bình ga mini mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi. Đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá của Kabushi Japan này. Nó rất chất lượng luôn, hàng mới keo nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn. Chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc khò ga K1. Giá nó quá là hạt rẻ mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k khò ga K1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keng luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái này là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k. 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này, 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy và một cái con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới căng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy lắp viên pin vào. Đây lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy tự động nó cập nhật nhá. Đấy hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao cũng như là cái nhiệt độ nó đang ở mùa đông cũng rất là thấp. Đấy. Và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa nhá. Các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi các bác tháo ra, sau đó là đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả, cứ đúng 12 giờ trưa nhá các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, đây cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết coi nhá, nhiệt độ độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy, các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Đấy, ok luôn rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy. Nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 chiếc. Có cả pin biết đi kèm cho bác về xài luôn. Con này các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thì ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ không cần phải cài đặt nhiều. Thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em sẽ có bộ sạc iPhone nhé. Hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy, bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhé. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000, hôm nay em xả cho bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua, chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc, chân của nó sẽ là chân Type C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type C và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá, chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về.
cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm đó. 50k nhá, 50k hôm nay em xả kho cái mã này luôn, chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này, lên mã cho cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý, dùng cho cả nhà mình luôn, đàn ông phụ nữ dùng hết, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt bóng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này, rồi là có rũa móng này, lấy dây tai này, nặn mụn này, zip giếc các thứ đầy đủ luôn, zip nhổ lông đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã cho em cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho cái bộ luôn, bữa trước đang bán cho bác là 80.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, 40k nha, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ móng ví nâu đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này, giá nó quá là ưu đãi luôn, các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này, zip giếc đầy đủ cho bác luôn, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok, màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn các bác, là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn, đồ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn, 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha. Đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ gì rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang là 20.5, nó là cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, con thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy, bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này bắt đầu nó xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy, các bác để ý này. Đó, đứng yên rồi đấy. Bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có thấy không? 29.8 này, 29.7 này bắt đầu đang xuống nhá, rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi là đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, nay xả luôn các bác, chỉ có 40.000 một cây thôi, 40k thôi nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok, đó. 40k thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn các bác, đó là cái bộ vít V50 này cô ơi, bộ vít V50. Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây đợi chút để em bóc cho các bác. Coi, bộ nó đóng gói rất kỹ cơ. Đây. Đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy. Một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây. Ở bên này một loạt là đấu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này, rồi là đầu những cái đầu dị như là đầu hai cạnh này. Đây này. Đấy, cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này thì toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng rất ok luôn. Đấy, sử dụng ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này, các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy, và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá. Những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. Cho anh em thợ thuyền làm nghề này, các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này các bác nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới, rất đẹp luôn. Đó.
báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi. Chỉ có là đi bao tiền nhỉ? 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy. V50 chi tiết nhá. V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh cho bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đây các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít cơ nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50. Đầy đủ các mã đầu luôn nhá. 170.000 một hộp này nhá. 170k một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt lông cừu là cứ biết, các bác biết cái độ sắc nó như nào rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá các bác nhá. Khâu khóa đồng này. Đó, sắc bén ok luôn đây, em sẽ cắt cho bác coi. Đây này em lấy cái giấy bóng em cắt này. Các bác nhìn này, giấy bóng là các bác nhiều kinh khủng không? Giấy bóng nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này. Đấy. Đây, giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này. Ối, dã man luôn, nói chung là siêu sắc bén nhá. Có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng đường đường vòng cong cong này. Đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay. Đã tay nhá. Mà các bác bóp này lâu nó không bị mỏi tay. Đấy, bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này. Đấy, rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá, phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn. Made in Japan. Đó. À, em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là hỏng là cái cây kéo tỉa dài 34 cm, thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá. Kéo tỉa 34 này. Kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em cũng về với bác mức giá thanh lý xả kho luôn. Giá chỉ còn có 110.000 một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110.000 một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ cho bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110.000 một cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cây này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây nhá, 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15 cm, 150 mm nhá. Đo tối đa được là 150 mm. Đấy, thì về khi mà các bác sử dụng ấy, thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này, các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi, cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có ba nút này, on off bật tắt này, nút zero là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy, các bác dùng đơn vị nào có ấn đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi tiết kiệm pin. Đó. Đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy, ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này. Đấy, bên trong này. 19.1 mm này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy. 28.0 mm này, quá ok luôn nhá. Đấy, rồi là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đây. Đấy, các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30 mm này, đấy 30 mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài rồi, các bác có thể đo theo chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy các bác có thể là chọc xuống này các bác đo theo chiều sâu nhá, đo chiều sâu cũng ok luôn. Đó. Lên mã thì em sẽ làm vòng là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy. Và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy đôi khi các bác nhìn những cái thước kia nó rất là khó nhìn thì các bác mua ngay cho em con thước này về. Cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn. Đấy, nhìn không lệch được chút nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử.
100.000 một cây nhé, 100k một cây này, có kèm thêm bác là một viên pin nữa, để về các bác hết pin thì bác thay. Thay pin rất là dễ thôi, các bác mở trong cái nắp này ra này, ở đây là nắp này, pin của nó là pin cũ áo đấy, thì nó có sẵn viên một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì bác lại lấy vào lắp đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi đấy, tiết kiệm pin đấy. Cho vào cái hộp này rất cẩn thận này, chống sốc chống va đập ok luôn đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá. 100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít đỏ vàng 2, 4, 6, 7 cây, một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây, giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng 7 cây nhá, giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, chỉ có 130.000 thôi, một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này, 7 cây vít. Đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn. Đấy, rất hợp lý nhá, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá. Đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn. Đấy. Đây một cái cây to nhất đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi nhá. Toàn bộ đều đầu bọc cách điện rất ok. Đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt, rồi là đầu ba ke này đây, đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đóm thứ dùng chuyên dùng điện thì em bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm dùng cho an toàn. Đấy, không lo nó bị giật giếc thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy, 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok, cái này thì bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Lục kho, đấy sót kho còn hai cái ổ điện của Arika nhá. Hàng bãi Nhật cực kỳ xịn luôn. Cái này về cho bác cắm thiết bị điện các thứ này rất là ngon lành kinh đào. Hàng của thương hiệu Akira nhá, mã HB3K5. Đó, hàng sẽ là hàng made in Japan. Đây, mặt sau có chữ made in Japan này. Đấy, made in Japan nhá. Mắc công suất sẽ được là 3.500W này, sử dụng điện 110-220V đều được các nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật nhưng mà nó là dòng ổ nên là các bác có thể cắm điện 110 hoặc là cắm điện 220 đều được luôn. Đó, đây. Dây của nó sẽ là dây dài 5m, dây rất to chắc chắn, dây cực kỳ luôn. Đấy, hàng nói chung hàng Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng rồi, không gì phải chê cả. Đó, rất xịn sò. Đây là cái phần chân cắm nguồn này. Còn đây là cái bảng ổ điện để các bác cắm này. Nó sẽ có cắm được cho các bác tất cả các loại chân phổ thông trên thị trường này. Ví dụ như là chân dẹt, chân tròn, cái dạng 3 chân, dạng 4 chân là các bác cắm ngon lành luôn. Và cái thiết kế rất là hay của cái ổ này đó là nó sẽ có cái công tắc từng ổ một luôn. Nghĩa là các bác dùng cái công tắc nào, dùng cái ổ nào thì các bác bật cái công tắc lên, các bác cấp nguồn cho cái ổ đấy. Còn không dùng mình có thể tắt đi, nó rất là an toàn. Đấy, đôi khi ví dụ có trẻ con nó thứ chẳng may chúng nó có sờ vào thì mình tắt lên công tắc rồi thì cũng rất là yên tâm, không lo vấn đề gì cả. Còn nó còn có cả cái phần bảo vệ cái phần lỗ cắm này. Đấy, ví dụ tránh tình trạng trẻ em thứ nó chọc tay vào tiếc vào nhá. Trẻ em người già, nói chung là thiết kế rất là thông minh an toàn. Có đi kèm công tắc cho từng ổ một luôn, rất thiết kế rất thông minh. Cái này thì em còn có duy nhất hai ổ thôi. Đấy, các bác nào nhanh tay vào việc luôn giúp em nhá. Đó, dây dài 5m nhá. Thoải mái các bác xài sử dụng luôn. Chịu tải lên đến công suất là 3.500W nhá. Dùng điện 110-220 đều được. Đó, made in Japan. Cái này thì em báo giá thanh lý xả kho bác luôn. Còn hai ổ duy nhất bữa trước đang bán cho bác là hơn 300 đấy. Này em về cho bác mức giá là sẽ là đi 250.000. Đấy. Ưu đãi bao ship cho bác luôn. Đó, xả kho là cần báo ship bác luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5. Đấy, mã của nó sẽ là U5 nhá. Mã ổ điện U5 250k bao ship. Đó. Còn mấy cái thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vào việc chốt đơn anh luôn, xịn cực kỳ, dùng thích lắm. Đấy, cái này thì nói chung các bác không gì phải chê rồi. Con này dùng thích cực kỳ luôn. Đó. 250k nhá. Mã sẽ là mã U5 nhá. U5. Tiếp theo thì đây, về tiếp cho bác cái máy đọc thẻ thông minh này. Đấy, bắt đầu vào năm học rồi, rất là cần luôn. Đấy, mà đặc biệt là những cái em nhỏ giờ đang bắt đầu tập tụy này. Đấy, cái này cái máy đọc thẻ này rất là hay, mà nó là giọng máy đọc thẻ thông minh nhá. Sẽ có là tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết nhá. Đấy. 112 thẻ với 224 từ vựng. Đây nó sẽ có là bảng cấu hình thẻ này, sẽ có thẻ động vật, thẻ giao thông, thẻ đồ vật, thẻ đồ ăn này. Nói chung là nó đầy đủ những cái sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này, nó có cái gì đó nó tổng hợp hết vào đây cho em luôn. Đấy, nó rất là ok
về cho bác xài. Đấy thì hàng mới nguyên hộp như này, hàng này hàng của Việt Nam nhá, công ty giáo dục Việt Nam sản xuất rất là xịn sò. Sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm cho bác là một hộp thẻ. Đấy, một hộp thẻ như này, và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái con này nó chạy bằng pin. Ở đây cái này là cái sách hướng dẫn sử dụng này, chạy bằng pin thì về thì trước khi dùng thì các bác sạc pin ra vào một chút đi cho nó đầy căng pin đi. Đấy thì các bác cắm sạc vào đây, cắm sạc đây cho em này. Đấy, sau đó là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nguồn 5V ấy, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó rồi. Khi mà sạc đầy pin thì các bác rút nó ra, sau đó là các bác bấm lên cho em. Đấy, đây, ở đây là nút on off này. Đấy, cái nút on off đây này, đó trên hông này, bấm này. Đấy, giữ lì các bác nhá. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó có giới thiệu, sau đó là các bác lấy cho em thẻ trong hộp này ra. Đây, ví dụ em lấy một cái thẻ bất kỳ nhá. Đấy. Con lạc đà này, đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt này, camel động vật này. Đó. Đằng sau hai mặt luôn nhá, chuột túi này, kangaroo này. Đấy, thì các bác cho cái thẻ vào đây. Con lạc đà. Đó, có thấy không? Con lạc đà. Đấy, nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn nhá. Đây em quay lại cái thẻ này. Chuột túi. Đấy, chuột túi nhá. Kangaroo. Đó, đấy không? Đây. Rút ra cắm lại này. Con lạc đà. Đấy các bác nghe thấy không? Đó. Nó rất là thông minh nhá. Đấy các bác cắm vào này. Chuột túi. Đấy thấy không? Chuột túi nó báo luôn. Đấy, ngoài ra có cả phần nhạc luôn này. Đấy các bác bấm vào đây để mở nhạc này. Đấy rồi là nội dung các thứ này. Lặp lại nội dung này. Nói chung là đầy đủ. Nó rất là đầy đủ luôn. Đấy cả nhạc nhiếc các thứ đầy đủ. À đâu, cái này là loa các bạn. Cái này là loa, hình như không nhạc. Nó chỉ có loa thôi. Qua nhá. Đó thì em vừa giới thiệu sơ qua về cái chức năng sử dụng của cái con máy đọc thẻ thông minh như này. Đó thì nói chung là nó dễ dùng lắm. Về nếu mà các bác khó dùng quá thì mình có thể mở quyển sách hướng dẫn sử dụng ra các bác xài thôi. Rất là dễ xài, dễ sử dụng nhá. Cho các bé thì mình cũng dễ xài. Tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả luôn. Đấy, có cả âm thanh, hình ảnh đầy đủ luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã thì em sẽ là cái máy đọc thẻ này. Đấy, cái máy đọc thẻ thông minh cho trẻ em. Giá của nó sẽ là đi 60.000 máy này thôi nhá. 60.000 máy. Giá rất là tốt mà một cái sản phẩm cho các bé thì mình dùng rất là hay luôn các nhá. 60k một cái máy nha. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cho học sinh này. Đấy, cho các bé nhà mình về tập tô tập vẽ này. Đấy, bắt đầu vào năm học mua về cho các bé nhà mình sử dụng nhá. Một cái hộp màu 150 chi tiết nha, rất nhiều màu sắc khác nhau. Rồi là dụng cụ để tô vẽ nhá, có màu nước, màu sáp này. Rồi là có cả màu nước, màu chanh các thứ này. Nói chung là nhiều mã màu khác nhau lắm. Rồi là tẩy tiếc các thứ này. Ghim kéo này, đầy đủ luôn. Một cái bộ như này mà giá của nó thì nói chung là nó vô cùng là hạt rẻ luôn. Đó thì một bộ này thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu. Đó thì lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu nhá, 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết màu các thứ để tô vẽ này. Giá nó thì sẽ là đi 80.000 à. 70.000 nhá, chỉ có 70.000 thôi. Đấy, mua về cho cháu nhà mình học tập sử dụng. Đó, tô vẽ thoải luôn. Có 70.000 xài chắc là vài năm mới hết. Đấy, quá nhiều luôn các bạn. Mà đầy đủ các ấy, đây có cả bút chì màu luôn đây này, rồi là màu sáp này, màu nước các thứ này đầy đủ luôn. Là 70.000 một bộ nha. Đấy, hộp rất là đẹp luôn. Về các bác mua về làm quà, mua về biếu tặng cho các mua về cho các bé nhà mình làm quà sinh nhật các thứ rất là đẹp. Đây, đấy hộp rất đẹp nha. Đó 150 chi tiết nha. Đó, 70.000 nhá, 70.000 một bộ nha. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã sạc ắc quy nhá. Lên mã em sẽ cái sạc ắc quy bình sạc cho bình 12V 5A nhá. Con này thì giá thì cũng hạt rẻ thôi. 190.000 cho một cái con sạc ắc quy 12V nha. Đấy, sạc 12V. Sạc chuyên cho bình 12V, sạc cho những bình xe máy ô tô công suất công suất của nó 12V. Đấy 5A nhá. Sạc được bình là từ 4Ah nhá. Đấy, công suất là từ 4Ah cho đến 100Ah là các bác giải của nó, cái giải Ah đấy. Từ 4Ah này cho đến 100Ah là các bác sạc ngon lành luôn. Đấy, hàng rất là xịn. Hàng này là hàng của hãng, hàng của Foxua. Đấy, Foxua này chuyên về những cái đồ sạc bình ắc quy rất là nổi tiếng rồi. Nó là dòng sạc điện tử nhá. Và nhiều bác hỏi là cái con sạc này nó có quạt tản nhiệt không thì có luôn nhá. Đấy, có luôn, nó thiết kế rất là chỉnh chu, chắc chắn, chất lượng. Hàng hãng đàng hoàng chứ hàng trôi nổi linh tinh. Hàng hãng xuất đi rất nhiều nước đây này. À, có cả đây các bác nhìn với cái quyển sách thông tin nó bên ngày này, xuất đi rất nhiều nước này, có cả tiếng Anh này, tiếng Pháp này, đấy, Đức này,
Spain, Tây Ban Nha này, rồi là Russia, Italia, nói chung là xuất toàn nó những thị trường khó tính thôi. Đấy, các bác biết về chất lượng sản phẩm nó dùng nha rồi, rất ok luôn. Đấy, con này thì sạc bình Foxua, đấy, điện sử dụng là 100 cho đến 240, 50 60 Hz này, max của nó 75W nhá. Output input đấy là output ra thì là 13.8 V đến 15.5 V, max của nó sẽ là 5A. Đấy, sạc được bình là từ 4Ah nhá cho đến 100Ah này, nó sẽ chức năng của nó thì sẽ có chức năng là sạc sạc đầy này, tự ngắt này. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái kia là các bác cứ phải canh canh, những cái sạc thường các bác cứ phải canh canh rất là mất công, nhưng con này là các bác cứ cắm sạc thoải mái, cắm ngày cắm đêm không lo, vì khi mà đầy là tự động nó sẽ ngắt luôn. Đấy, rồi là chống ngược cực nhá. Ví dụ như là các bác có kẹp mà bị ngược cực là con này nó sẽ báo lỗi luôn, nó sẽ báo kêu tít tít, nó sẽ bao giờ các bác kẹp đúng cực thì thôi, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là nó sẽ kêu, nó sẽ báo luôn, rất là hay. Rồi là chức năng khử sun phát, khôi sục chức năng khôi phục bình, rồi là chức năng sạc nhỏ giọt. Đấy, khi mà nó gần đầy sẽ chuyển sang chế độ sạc nhỏ giọt thì nó sẽ bảo vệ cái bình của bác sẽ được bền hơn, dùng được lâu hơn nhá. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng ưu việt trong một chiếc sạc đời mới như này. Đấy, bây giờ hầu như là bây giờ người ta chuyển qua nên xài những cái dòng đời mới rồi, nó sạc nó rất là thông minh. Đấy, nó không lo nó bị chai bình hay hỏng bình như hồi xưa sạc những cái dòng thông thường nó rất là hay nhanh hỏng bình, nhanh chai bình ấy, nhưng dòng này nó bây giờ nó sạc đời mới nó tối ưu rất là tốt luôn. Đấy, về các bác xài rất ok. Đấy, sạc bình 12V nhá, 4Ah cho đến 100Ah nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. Đấy, 190.000 một cái con sạc 12V nha, chuyên dùng cho bác sạc ắc quy, chống ngược cực, khôi phục bình, khử sun phát, rồi là tự ngắt khi đầy bình. Đấy, rất nhiều chức năng hay ho nhá. Và giá 190. Ngoài ra thì bên em có cái mã 24V. Đấy, nếu bác nào mà có bình to hơn, muốn sạc bình to hơn thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là con 24V, con này cũng của Foxua luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này giá của nó sẽ là 280.000. Con này thì sạc những bình cỡ to hơn, bình 24V. Đấy, như là nhìn sắc của nó sẽ to hơn một chút. Đó, đây. Input này 100 240 này, output của nó sẽ là DC 12V 8A và 24V 4A nhá. Nên là các bác sạc cho bình 24V thoải mái. Những cái dòng bình to, bình 24V thì các bác mua xem con này. Còn những cái dòng bình nhỏ, bình 12V thì các bác dùng con này cũng ok. Đấy, tùy nhu cầu nhá. 12V 190.000. Còn là cái con 24V thì giá của nó sẽ là đi 280.000 thôi nhá, 280.000. Đấy, 24V này sẽ là 280k. Đấy thì tùy nhu cầu, mình thấy bình nhà mình phù hợp với cái mã nào thì báo cho em. Đấy, 12V thì 190, còn 24V thì là 280 coi nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đèn đầu đầu 5 bóng này, cực kỳ nhỏ gọn mà tiện lợi, mà giá thì cũng rất là nhỏ thôi, giá cực kỳ là gọn gàng nhá. Lên mã duy em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng nhá, giá của nó thì 40.000 một cái này, chỉ có 40.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về xài gia đình, bắt đầu đang vào mùa mưa mùa bão này. Đấy, mình cần một chiếc đèn nhỏ gọn tiện lợi, mang đi mang lại soi xét, rồi là có thể là đội được trên đầu, nó rất là ok thì mua một con này. Đấy, mình xài trong cái tầm tiền vừa vừa là dùng con này là ok, chỉ có 40.000 thôi mà rất là sáng luôn, sáng xa và rất nhiều chế độ sáng nhá. Đấy, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, con này thì sẽ có là 5 bóng, 1 2 3 4 5, tổng là 5 bóng nhá, sáng cực kỳ luôn. 2 bóng này, 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full tất bóng luôn này, nháy luôn này, cực kỳ sáng, ok, cầm rất nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, có thể gặp đi gặp lại được này. Các bác đội lên đầu về các bác cài dây và xài. Còn khi mà hết pin thì mở cái phần nắp này cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây. Và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nhà mình có cái cục sạc điện thoại 5V 2A, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó thôi, có thế thôi. Đấy, sạc đầy pin thì mình lôi ra mình xài. 40.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện cực kỳ. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, cầm tay soi cũng ok luôn. Đấy, rất là ok, dùng gia đình hợp lý nhá. 40.000 một con này. Đấy, đèn độ đầu 5 bóng nhá, đèn độ đầu 5 bóng. Giá của nó sẽ là đi 40.000, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác 40.000 các bác mua được cái con đèn này. Quá chắc chắn chất lượng mà lại giá bình dân, 40k một cái. Lên cho bác đó là cái mã máy cạo râu 9D. Đấy, máy cạo râu 9D này. Hàng rất là xịn sò. Con này thì đa chức năng lắm, dùng rất là hay nhá. Nó sẽ có là một thân máy cạo râu. Đấy, mà nó còn rất nhiều chức năng khác nhau nữa, em sẽ giới thiệu bác từng chi tiết một luôn. Sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, hàng mới nguyên hộp luôn.
Mã của nó sẽ là 9D nhá, 9D. Đấy, 9D. Em báo giá luôn. Con máy cạo râu 9D này giá của nó sẽ là 100.000, 100k nhá, 100k. Mã sẽ là mã cạo râu 9D. Cứ lên mã cho em sẽ là máy cạo râu 9D nhá. 100.000 cho một con máy cạo râu 9D này. Gồm rất nhiều chức năng hay ho. Đây, sẽ gồm có là một thân máy này. Đi kèm là một dây cáp sạc này. Đấy, thân máy đây, công tắc bật tắt này. Đấy, bật. Đấy, mã sẽ là 9D. Server, server là cái công ty rất là nổi tiếng ở bên Nhật rồi. Các bác yên tâm về chất lượng, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó chuyên về những cái đồ máy cạo râu rất là xịn sò như này. Đấy, và cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Thì khi mà hết pin, con này nó sử dụng pin thôi nhá, sử dụng pin. Hết pin thì các bác lại lấy ra, các bác cắm sạc chưa? Đó, cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình, các bác sạc thôi, sạc đầy các bác lại lôi ra các bác sạc. Có thế thôi. Và đi kèm này sẽ có là đầu tiên là một cái đầu cạo râu này. Đầu râu ba đầu nha, cạo cực kỳ sạch, cạo thích lắm. Đấy thì các bác dùng được, các bác cắm vào đây. Đó, cắm đúng chiều vào. Bật máy lên, máy chạy này. Đấy. Và đây em sẽ mở cái này phần này ra để các bác nhìn cái lưỡi nó chạy này. Đấy. Nó là hệ ba lưỡi độc lập. Đấy, và có chế độ tự mài sắc nhá. Các bác không cần phải thay lưỡi này đâu. Nó có chế độ tự mài sắc, các bác càng dùng nó càng sắc, càng dùng càng sắc, dùng rất là hay. Và ba cái lưỡi độc lập này khi mà các bác cạo nó rất là nhanh sạch nhá. Đó, cạo rất là nhanh sạch. Và mình có thể mở ra mình vệ sinh. Đấy, khi mà vệ sinh xong là các bác ấn vào cho em. Đấy, và các bác bật máy lên chạy, có thấy thôi. Đấy, nó có cái phần nhún nhún này. Đấy, nó nhún nhún, các bác nghe tiếng nó kẹt kẹt không? Đấy là cái phần lưỡi nó chém vào đấy. Đó, thấy không? Nó nhún nhún khi mà cái râu nó đâm vào đây, các bác cạo cực kỳ sạch luôn. Và khi mà các bác cạo râu xong thì mình muốn chuyển ra cái đầu khác, các bác rút ra. Rút ra, các bác cắm vào cho em. Ở đây là sẽ có một cái đầu tăng đơ này. Đấy, một cái đầu tăng đơ. Một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cứ cắm vào đây thôi, các bác xài thôi. Một cái đầu rửa mặt này. Đấy. Nói chung là về các bác mày mò, các bác cứ mở ra các bác cắm vào là các bác xài. Nó dễ dùng lắm. Đó. Đầy đủ một bộ nha, cả dây sạc các thứ đầy đủ luôn. Là vừa cạo râu, vừa tăng đơ, vừa tỉa lông mũi, rồi là rửa mặt các thứ rồi. Là một bộ nha, gồm rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy, máy cạo râu đa chức năng. Mã sẽ là cạo râu 9D nhá, 100.000 nhá, 100.000 một con máy nha. Các bác mua đâu được một con máy này giá chỉ 100.000 mà rất nhiều chức năng khác nhau luôn, dùng cực kỳ thích nhá. Đó. Đây coi, em sẽ cho các bác xem video test máy cạo râu cái con này này. Đấy, con 9D các bác nhìn này. Dã man không? Nó cạo sạch cực kỳ luôn các bác nhá. Cạo ngon lắm. Con này không những là cạo râu rồi tỉa lông mũi, tăng đơ, nói chung là rất nhiều chức năng trong một luôn. Đấy, các bác mua một mà được rất nhiều những cái tính năng hay ho. Đấy, mua một được mà 4 luôn nhá. Đấy, có thấy không? Sạch dã man luôn này. Đấy, con máy cạo râu đây, các bác em vừa quay bác coi đấy. Đấy, con thấy không? Sạch bong luôn. Râu rất là rậm nhá. Đấy, con này các bác cứ đi thì các bác dí sát xem. Đấy, dí sát, dí đều tay nhá. Dí sát, dí đều tay là máy sẽ làm sạch rất là tốt luôn. Đấy, khi mà dùng xong thì mình có thể là mở ra vệ sinh thoải mái luôn. Đấy, rất ok nhá. Giá rất tốt, 100.000 cho con máy cạo râu 9D nha. Rất nhiều chức năng ho nhá. 100k một con. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Cái này thì em bán khá là nhiều, một hộp này là 50 miếng, các bác về dán thoải mái luôn, giúp các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc này, lưu thông khí huyết mạch máu này. Các bác về dán vào gan bàn chân cho em nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân cho em. Đó, một hộp này thì là đi 50 miếng. Lên mã cho em sẽ là cái hộp dán thải độc chân. Đấy. Giá nó sẽ là 40k các nhá, 40k. Đấy, dán thải độc chân này. Thải độc, dán thải độc gan bàn chân nhá, dán vào gan bàn chân cho em nhá. 40.000 cho một cái hộp miếng dán gan thải độc nha. Đó thì khi về bóc ra thì các bác bóc ra trong thì nó sẽ có là một túi miếng dán như này và một cái túi thuốc như nào nhá. Thì về các bác bóc ra cho. Đấy, bóc ra như này. Thì ở trong này nó sẽ có là cái túi thuốc nha. Đấy, túi thuốc này. Về các bác bóc cái lớp băng keo này ra. Đấy, bóc nó ra. Ở đây nó có một cái lớp keo này. Đấy, các bác dính vào đây. Dính cái phần chữ này nó ốp vào cái phần băng keo dính nhá. Còn cái phần còn lại nó dính, các bác ốp trực tiếp vào trong cái gan bàn chân nha. Đó, ốp trực tiếp vào trong gan bàn chân nhá. Ốp trực tiếp trong gan bàn chân nha. Đấy, và các bác dán trước khi đi ngủ và lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác lột nó ra. Đấy, có thế thôi là các bác bỏ đi cho em là xong. Rất ok, dùng rất là lành tính. Thành phần từ thiên nhiên, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Hộp miếng dán thải độc chân nhá. Đây này, ở đây nó hướng dẫn sử dụng luôn nè. Đó. Một hộp này thì là 50 miếng, giá của nó sẽ là 40.000 một hộp thôi. Giá rất là rẻ đây, 50 miếng các bác nhá. Đây các bác cùng xem công dụng của nó này. Dán ngải cứu là lòng bàn chân ngủ rất ngon. Một hộp này là gồm có 50 cặp. Gồm có miếng ngải cứu và miếng keo để dán. Và cái miếng ngải cứu này nhá, thành phần rất lành tính từ thiên nhiên, như là ngải cứu này,
than tre này, vỏ cam này và dược liệu những giúp mình ngủ ngon này, còn thải độc những ai hay mất ngủ, đổ mồ hôi, hôi miệng, đau nhức mình mẩy. Dán cái này vào thải độc rất tốt. Bình thường mình đấy, giá rất là hợp lý và dùng rất là nhiều, rất là nhiều công dụng khác nhau luôn. Đó, một hộp miếng dán thải độc, một hộp miếng dán thải độc là đi 50 miếng nha, giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, 50 miếng luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân 50 miếng, 40.000 một hộp, dùng rất tốt cho sức khỏe nha. Đã bán đấy nhưng mà đang bán hết hàng thì hôm nay bên kho nó sót còn ít thì điều phối cho anh em. Đấy, bán được còn ít này, hàng Parkseider này, hàng Parkseider của Đức không nha. Riêng cái dòng Parkseider này các bạn yên tâm về chất lượng. Made in Germany. Số lượng thì đúng 31 hộp thôi nha, không có nhiều đâu. Có đúng 31 hộp thôi. Các bác nào nhanh tay chốt đơn luôn đi chứ còn không còn đâu bạn. Đấy vì cái này không có bán luôn, thật sự các bác không có bán luôn. Giá thì em vẫn để cho các bác giá cũ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp đai siết ống hay còn gọi là cái cổ dê các bác nhá, cổ dê. Đấy, bên em hay gọi là cổ dê đấy. Một hộp này thì là 26 nhá. Một hộp này là 26 chi tiết. Đấy, 26 cái đai ống. Nó từ to đến nhỏ rất nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của nó thì rất hạt rẻ thôi. 40.000 một hộp này. Đấy, về cho các bác dùng để siết ống nước này, siết ống ga, ống khí cái thứ này. Đấy thì đây. Nó kiểu dạng đây này. Đấy. À, nó là dạng ống đai siết như này này. Đấy. Ống đai siết này các bạn nhìn này. Đó, rất chắc chắn, dày dẫn cực kỳ luôn, hàng chất lượng lắm. Cái này em bán khá là nhiều nhưng mà nó không có hàng, khổ. Nhiều bác muốn mua nhưng mà không có hàng nữa đây. Đấy đây. Đó, hàng đẹp lắm, hàng chắc chắn xịn cực kỳ luôn. Chứ không phải cái dạng mà mỏng mảnh đâu các ơi. Hàng nó rất là dày luôn này. Đó, cái thớ thép nó rất là dày. Kể cả cái, những cái con ốc nó rất là to luôn. Đấy, hàng đẹp luôn đấy các nhá. Hàng của Đức cơ mà. Nên có yên tâm về chất lượng đi. Đó. À, chốt nhanh giúp em nhá. Số lượng em còn có đúng 31 hộp các nhá. Đấy, về được đúng 31 hộp nó không nhiều đâu. Giá thì em vẫn để bác giá tốt nhất thị trường luôn là 40.000 nhá, 40.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp cổ dê. Đấy, cổ dê hoặc là cái hộp đai siết ống kim loại 26 chi tiết các nhá. Đấy, 26 chi tiết, hàng của Parkseider. Của Đức các bác nhá. 40.000 hộp này. Đấy. 4 3 em vừa sắp đây đếm 31 hộp rồi. Đấy, bác nào chốt nhanh vào việc luôn nhá. Báo em luôn để em chốt cho. À, em sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây nhá. Cây này về dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây. Ngoài chức năng tuốt dây nó có thể cắt dây này. Đấy, rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm ngon này luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy, và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này. Đây nó có phần lưỡi cắt này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy, các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn. Tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực rất ok luôn. À, lên mã em sẽ cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này. Các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cây nhá. 40k một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái tay nắm cửa silicone. Đấy, tay nắm cửa silicone này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicone nhá. Bên em đang gửi một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicone các nhá, một tay nắm cửa dạng silicone. Đó, con này là dạng silicone, về các bác ví dụ như nhà các bác mà cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy là các bác có thể là xài em con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá. Con này nó có là dạng silicone, nó co giãn. Đấy. Tay nắm chữ L là các bác xỏ vào. Con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá. Chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá. 15k. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15k. Nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con thì kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập ngừa thứ rất là đau. Đấy, nếu bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái vào nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây. Tay nắm cửa nhá các bác nhá, tay nắm cửa. Về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15k cho một cái tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây máy vít nhá.
Còn máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB, ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy, đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoay ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay, đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm nhẹ được, cầm nhẹ được. Các bác cầm như lại được đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm được nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Phải vít nhá, đây con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đấy. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này đấy, em biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn đấy. Thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn nó nhỉ, rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm này, cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn, đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã sẽ là con máy vít này, máy vít pin nhá, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn lên thân máy chính nhá. Hàng rất ok, 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng của bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm lên sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó đây. Inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, xà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá. Ok luôn. Đó. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20.000 thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá. Thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em xem cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán cho bác là 20k. Đấy, việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ. Đấy, cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này, thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy, thức ăn nữa các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy, các bác mua cái cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn. Đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây. Cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua. Giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây. Đang bán nó bác là 40.000 thôi nhá. 40k, 40.000 cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha. Đấy. 40k một cái vòi này nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy. Đây, đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này. Đấy, về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá? Chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình nó phun. Đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy, rửa sân thì sướng, tưới cây. Đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình về, các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết vào nó chặt chẽ này. Đấy, ok luôn, 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc vòi đồng tưới cây. Cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này.
Dạ vâng, tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mang đó là cái này là cái cây tỉa lông mũi này, lên mã xem cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em xem cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30 nghìn thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó đây, nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này. Nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi của bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cây kéo các thứ rồi, các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về. Các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho em, bóp đều tay. Cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá. Mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá. Nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân, nó chỉ có 30 ngàn thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30 ngàn một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá. Nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn đấy, bác nên sắm cho em một cây nha, tỉa lông mũi 30 nghìn một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60 ngàn một típ thôi nhá, chỉ có 60 ngàn thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm này về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng, nhà em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất là ok luôn, đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh như dạng này, cái răng kia nó rất là hay bị bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá, một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn, cái răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60 ngàn nhé, 60 ngàn. Lên mã em sẽ giúp cho em sẽ là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật, đang có giá là 60k một típ nhé, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm, dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy, nó có một cái vị muối the the mát nhé, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem răng của Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá nhiều, con những bác lấy cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ kem răng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây, thương hiệu Roto này. Đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối natri này, rồi là kali. Toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này. Đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12ml nha, thì bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này, 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn date không, thì em báo luôn là những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là date bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này date là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy, thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, giỏ vào như các bác trước khi đi ngủ, các bác giỏ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Và tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cho bác mà hàng đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30 ngàn, hôm nay em xả kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn, giá sẽ là 10 ngàn một cây thôi nhá, 10 ngàn. Lên mã em sẽ là cây gãi lưng, 10k một cây gãi lưng này, chỉ có 10 nghìn thôi, giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn. Đây, cái cây gãi lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra đó, ok không? Đấy, các bác kéo ra. Đấy, thi thoảng mình gãi lưng, đấy, lưng các thứ, những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi được thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy, đây phần đầu, đây đầu sừng này, ok luôn nhá, 10k một cây này có nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên với bác này. Đấy, dịp cuối năm nhá. Đấy, có phần móc đeo này, ok luôn nhá, chắc chắn. Cái phần ống này ống bằng inox đấy. Đấy, nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy, mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy, lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được, các bác dùng cái cây cho, nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng, 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây, giảm giá chiên sập sàn bác luôn.
Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi, em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000, hôm nay em về đây bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ còn có 100.000 một bộ nhá, 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha, đây em sẽ mở ra bác coi. Một bộ này. Đấy. Đó bác coi bộ. Hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây nó sẽ gồm có là 5 mũi này. À, 2 mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 mm này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi kích cỡ là 8 mm này. Đấy, 8 mm mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có kích cỡ là 10 mm này. Đấy, 10 mm. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 mm nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan ấy, bình thường đến cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch. Đấy. Nên là rất là xấu, thì các bác mua cho em cái con này về. Cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này. Các bác cứ khoan, các bác nhấp cho em vào từ từ, nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhá. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn. Đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác khoan sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều. Đấy, thì các bác mua ngay cho em bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên nó khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá. Vào cực kỳ ngọt luôn. Đó. 100 ngàn nhá, em nay em xả kho. Đấy, sập sàn bác luôn, 100 ngàn cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, có những cái chỗ khác đang bán 150, 200 đấy, bên em đang xả kho, gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, 100 ngàn nhá, 100 ngàn. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi luôn nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác, đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu GT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ 1.5 cho đến 10 nhá. 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu GT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây. Bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá. Đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây, từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này. Như bác trong Nam hay gọi là bộ bông ấy, lục giác bông nhá. Đấy, thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị, hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80 ngàn, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50 ngàn một bộ thôi. 50k cho một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy, thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ nhà em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì bên em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì bên em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà, nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn đâu. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn. Đây, phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy, thì các bác mua trang bộ này về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó, bộ lục giác và bộ hoa thị nhá, bên em đang bán đồng giá xả kho luôn, chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 bộ thôi, thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá, bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha, để nhà em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy, thì hiện tại bên em đang phân phối cái dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong những hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy, thì đây một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dây dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy, 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nào làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy. Gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó. Hàng mới keng nguyên vỉ này các bác nhá, hàng mới keng vỉ này. Đấy, thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80 ngàn nhá.
lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80.000 cho một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80.000 một cây này nhá, 80k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã cho cái bộ vít V9 này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như nhà mình. Đấy, anh em thợ thuyền sửa chữa này. Đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy, từ 5 này. Ở đằng này sẽ có 5 6 7 8 9 này. Ở đây sẽ có là 13 12 11 10 11 12 13 này. Đấy, con này thì ngoài bắn bù lông có thứ các bác có thể làm đầu bắn tôn luôn. Đấy, có thể làm đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy, làm đầu bắn tôn luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ vít, là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9. Cái này thì em báo giá luôn. Đấy, bộ vít V9 này. Bộ vít V9. Bộ vít V9 này, V9 này đang có giá là 40.000 thôi, 40.000 cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã là bộ vít V9 nhá. Đang gửi bác là giá sẽ là 40.000 một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông. Làm đầu bắn tôn nó ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy, đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan bin, máy khoan cầm tay của bác đặt sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn, xoáy ra rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy, rất ok. Về lắp vào trực tiếp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ vít V9 nhá, bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu 5 cho đến đầu 13 nhá, từ đầu 5 đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, giá 40k một bộ này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này, rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước như ở đây này. Con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn đấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như đây và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp, bo viền này rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi, nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi vào tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa nữa, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy đây. Bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn. Thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn. Có lỗ phía trước để chất nước. Sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2 trong 1, vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện. Tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước. Đấy các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2 trong 1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc thôi nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em xem cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao, mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây, bình thường là các bác hay dùng để mài dao này,
Đấy, ngoài chức năng làm mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa kéo ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát, các bác dùng để mài. Còn cái mặt dưới nó phẳng, các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng Made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán bác một cái chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100 ngàn nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là một cái con vòi nối nhá, vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nhà đâu, như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi, nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn, rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy, mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy. 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm nhà em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường con này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, thì các bác lừa cái đầu silicone này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá, và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nhá. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lắt léo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát này luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này. Đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ là cái cây kẹp gấp, cây này thì rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã rồi em sẽ là cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy, thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 20.000 thôi, 20.000 bán nhanh luôn, 20k cho nhá các bác nhá, cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi, các bác mua về sử dụng rất hay. Đây, đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy, đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy, các bác xúc xà bàn nó xuống. Đấy, lật nó lên nhá. Đấy, lật nó lên đây, xúc nó xuống này lật nó lên. Đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này. Đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em, nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy, thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt đó. Đây,
Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có là một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên, kẹp nó vào, lật nó lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. À, tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này. Đấy thì nhiều bác hỏi quá, thì đây, hôm nay em nhập về để bán với bác này. À, bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy, bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây một thôi nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây một. Thì 3 cây một như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy 3 cây này là 20k này. Đấy 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc, đấy mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy bình thường là các bác ra cửa hàng cửa hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15 nghìn một chiếc này. Đấy bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn. Bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20.000. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. À, 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhá, là màu xanh và màu đỏ thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá, lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn à. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán với bác là vẫn giá cũ nhá, 20k một này thôi, 20k nhá. Lên mã em sẽ là bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nha. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này vào trong cống và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi. Các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột thông cống lên. Đấy nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bùn cầu rồi là cống rửa bát rửa mặt này rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc đấy, nó chảy nước chậm thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào đấy, mua cho em vài ba lọ về các bác dùng một lần đấy, 20.000 một lọ đâu nhá, chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn đấy. Bình thường là các bác mua phải 40-50.000 một lọ ấy. Bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Ở đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong là không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi, dùng ok. Đó. À, sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em, cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing, hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. À, cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. À, lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn.
Đấy, nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng dày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dùng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy, rất là tiếc thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300 ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy, chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô. Giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100 ngàn một chai. Hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ cần có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá, một chai là 300 ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua em lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ, không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá, nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bác nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để một lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn đó. 70k nhá, 70k nay em xả kho cái sản phẩm mới luôn, chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300 ml. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn. Đấy, khăn khô nha các bác, lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá, không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô. Giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai, một chai này là 300 ml nhá. Bộ lấy dái tai nhá, bộ lấy dái tai. Đấy, em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30 ngàn, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 20 ngàn một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dái tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k cho một cái bộ lấy dái tai này. Đấy, 20k. À, cái bộ lấy dái rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. Đấy, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy dái tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này. Đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em, người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ. Nó bằng inox, nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gỉ, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gì. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này, chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai. Và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này, thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi đi du lịch đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, rồi là ví dụ bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, thì mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy, 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá, đang gửi bác là 20k, 20.000 các bác nhá, 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen, cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi, các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm, đấy, những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi chưa, các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách giờ nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông, và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những cái phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những cái khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em xem cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì hiện tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em xem sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cá nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy, lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, trộn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn được đâu, nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ, treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá, chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá, 15.000 một cây này các bác nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000, hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này, 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây bút thử điện này, với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhá. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lấy này ra này, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc nhá, 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá, 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Máy bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ.
Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít, và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu, thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây. 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này và một cây là 2 đầu thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn các bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhá. 50k một tụ tô vít đen. Đây. Bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhá các bác nhá. 50.000 bộ này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống. Ống đồng này, ống kim loại này, ống típ, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000. Hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi nó vãn đi các bác nhá. Cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k. Bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây. Cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ như các bác cắt những con ống típ kim loại này, rồi là ống đồng này. Đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Đây em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy, và các bác cứ thế các bác siết. Siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần là nó sẽ cắt hết. Cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá. Ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đấy, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái này, cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC. Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt luôn, cắt rất là ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, cạp cắt ống nhá, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác
lắp vào, ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá, 10.000 một viên nhá. Đây này, chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy thì bữa trước là nó không có hàng đâu, thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này, nó hay có cái điều khiển như này, và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay, thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy, pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 nhỉ. Với giá là 10.000 nhá, 10.000. Cho một cái viên pin remote 1223 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm, thì đây. Mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn. Túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá. Chỉ 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay sách này. Tay sách con này thì thực ra các bác sách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chú đem lấy cái dây. Đây nhá, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây, thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm cho các bác dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó cũng rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá. Ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ. 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này, hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn. Rất là to. Bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da đâu. Đây các bác nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy, các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn. Quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình. Thoải mái luôn. Đấy, rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn. Nhìn nó sang trọng lịch sự. Quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy, quá đẹp luôn nhá. Thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn. Đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000.
Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi gọ dẹp thôi, chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi lại đi chơi đi du lịch này rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn luôn nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này, các bác nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này. Kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái gì đây. Đây. Em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keng luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keng luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương kiếp các thứ rồi các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật.
Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130 ngàn một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130 ngàn một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết hết nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng gẹo, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng gẹo là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây, các bác kẹp chưa? Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Đó là cây mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng đấy, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh
đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được các bác nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bác. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh với mã hàng tiếp theo.